Cũng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của học sinh là một câu chuyện tương tự ở tỉnh Vĩnh Long. Thưa quý vị, theo cơ quan điều tra, công an huyện Tâm Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, nạn nhân là một nam sinh lớp 9 bị cướp ba lô trên đường đến trường. Động cơ nào khiến cho đối tượng này ra tay với một thiếu niên? Quý vị hãy lắng nghe những lời khai của y tại cơ quan công an ngay sau đây nhé. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Liêm, 33 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khai nhận cần tiền mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Khoảng 14 giờ 30 của ngày 22 tháng 9, Liêm điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc xã Long Phú, huyện Tam Bình. Phát hiện một nam sinh chạy xe đạp trên vỏ xe có một chiếc ba lô nên Liêm bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng, Liêm vượt lên áp sát giật lấy ba lô của nam sinh rồi tăng ga tẩu thoát. Đến nơi vắng, Liêm kiểm tra trong ba lô có một điện thoại di động 78.000 đồng và một số dụng cụ học tập. Sau đó, Liêm bán điện thoại vừa cướp giật được 700.000 đồng rồi mua ma túy sử dụng.